Chơi guitar nên nhắm mắt hay là mở mắt? Nếu mà nhắm mắt thì sẽ thế này. Còn nếu mở mắt thì sẽ thế này. Thì đấy là mắt trừng trừng, nhưng mà nếu mà mắt lim dim thì sẽ thế này. Hoặc thậm chí là thế này. Thế nên tốt nhất là chúng ta cứ để mắt bình thường các bạn ạ. Video mang tính nhảm nhí mà các bạn cũng xem à.